mình tu mà dễ bị lạc vào tà kiến. Coi chừng mình thức hồn bay lên mà còn cái hồn nào ở đó mà lại mà quỳ lại như vậy đó, coi chừng ngủ ấm ma. Nó hiện ra do cái ép vọng tưởng. Tu thiền là phần nhiều hay ép vọng tưởng, mà ép vọng tưởng quá cái ngủ ấm ma nó hiện. Sắc thọ tưởng hành thức nó hiện, do đó mà nó là 10 con ma. Nó làm cho con người mình điên đảo, nó làm cho con người mình mê si, rồi nó lôi kéo vào đường sai lạc. Cái điều đó rất nguy hiểm lắm. Vì vậy nó là cái gì nó hiện ra thì kệ nó, mình không cần biết. Tôi chỉ biết tôi là cái biết thôi. Cái vật bị biết đều là cảnh bên ngoài, cái vật bị biết đều là có hình tướng, mà đã có hình tướng là giả dối. Tin điều đó thì sẽ bị ma dương nó lôi kéo. Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thinh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đó là lời Đức Thích Ca trong kinh Kim Cang. Bằng thấy sắc mà cầu ta, lấy sắc tướng mà cầu ta, dùng âm thinh mà cầu ta, đó là đạo tà, không phải là Như Lai. Thì bây giờ mình nhận ra được cái tôi đang biết là Phật, cái bên ngoài không phải Phật, cái đang biết là tôi, các bên ngoài là cảnh trần, buông la tất cả, thì ngũ ấm ma không chỗ nào nó phá tán được. Tôi như vậy thì chắc chắn thành công, không bị sai lạc. Rồi kết thúc. Thế câu kế. Lúc chưa sanh ta, ai là ta? Lúc sanh ta ra rồi, ta là ai? Nhờ ông Năm giải dùm cho đồng đạo hiểu. Đề tài này thì hôm nay tôi cũng có giải nhiều lần, nên bữa nay mình chỉ nói vắn tắt thôi, cho nó mau thì giờ. Hiện bây giờ mình có biết mình là ai chưa? Nếu ngay giờ mình biết mình là ai thì chưa sanh ra biết mình là ai, lúc sanh ra rồi biết mình là ai. Còn ngay đây mình không biết mình là ai thì lúc sanh ra cũng không biết, mà sanh ra rồi cũng không biết luôn. Bây giờ chứng tỏ là chưa có trời đất, chưa có vạn vật thì cái tánh thịt mình đã có sẵn rồi, tức là cái biết đời đời bất diệt bất sanh, ngàn muôn kiếp sau nó cũng vẫn là cái biết, dù sanh ra rồi hay chưa sanh ra, hay là đã sanh ra, có một cái một thôi chứ không có cái thứ hai. Cho nên tổ tổ tương truyền, các tổ sư đều chỉ đưa một ngón tay là con số một, tức là có một cái biết, không có cái khác. Rồi đến đây kết luận. Câu kế tiếp. Ai đang điều khiển đi, đứng, nằm, ngồi và nói chuyện, đó có phải là cái biết đang điều khiển không? Giờ ông Nam chỉ dùm, đồng đạo này hiểu. Thường thường thì người ta cứ tìm kiếm ông Phật ở ngoài, cầu giấy ông Phật ở ngoài, chứ không chịu ông Phật của mình. Đó. Vì vậy mà Đức Thầy có nói, xe xua nói cười cười, cao sâu lý diệu, vàng mười khó mua. Đó. Cái người đang nói cười cười là ông Phật của mình đó. Thì câu hỏi này cũng vậy, ông Phật của mình, ông đang điều hành cho mình đi, đứng, nằm, ngồi, nói, năng, ngũ thức cũng đều là ông Phật của mình cả. Đó. Cho nên mình tu ông Phật của mình, thành ông Phật của mình, chứ không phải thành ông Phật Di Đà, cũng không phải thành ông Phật Di Lạc, cũng không phải thành ông Phật Thích Ca. Ông Phật Thích Ca, cái tướng cũng là giả. Ông Di Đà, cái tướng cũng là giả. Ông Di Đạt, cái tên cũng là giả luôn. Mà cái biết của ông Di Đà, cái biết của ông Thích Ca, cái biết của ông Di Lạc là thật. Thì mình cũng vậy, mình cũng có cái tên giả, mình cũng có cái biết thật. Sống thẳng cái biết này, không dấu vết, không hình tướng, không tên tuổi, không sắc màu, hoàn toàn không cố chấp cái gì cả. Thì ngay đó mình đã giải thoát, ngay đó mình đã ngộ đạo, ngay đó mình hoàn toàn khỏi sinh tử luân hồi. Vậy câu kế tiếp. Ăn chay có thể ăn ngủ tăng không ạ? Nhờ ông Năm cho giải dùm dùng cho đồng đạo này hiểu. Rồi, thường thường người ta hay có cái việc mê tín, cái tục truyền hay mê tín, người ta nói ăn chay không được ăn ngũ tân, hành hạ tỏi nát, mấy cái gì đó là ngũ tân, ha. Ăn vô hồi xưa đó, cái bà Thanh Đề đó,
Đó, bà mới bằng mấy cái bánh đó, bà cho Chư Tăng ăn bằng thịt, đặng cho Chư Tăng phạm giới, bà muốn hại Chư Tăng á. Rồi mấy ông Tăng á, nhờ ông Chí Công Hòa Thượng, ông đắc đạo, ông biết trước, cho nên mừng cái bánh bao chai để trong tay áo, nhận cái bánh bao vô rồi móc cái bánh chai ra. Đó, rồi đem về, mới để cái bánh mặn ra, thì nó quá rồi, hành hẹ tỏi nén kiệu rồi đó. Do đó bây giờ mấy ông nhà sư, mấy ông xuất gia rồi không dám ăn. Nhưng mà trường hợp đó Đức Thầy có chứng minh đàng hoàng. Hồi đó kêu khí giỏi với mấy cô nấu cơm đó, làm y rang khéo lắm, mà không có dám để cái đó. Cái này phải để cái củ kiệu vô, nó có cái đuôi đó coi nó đẹp, hay gắn cái củ hành rồi coi nó đẹp. Chứ còn nắng cái con cá hay là nắng cái gì cũng được, mà không có gắn cái vô được, trộn gỏi cũng không gắn vô được. Vì vậy cử cái Ngũ Tăng đó, thì nghe hai người nói chuyện với nhau, người kia thì nói sao bà không gắn, người nọ nói đâu được, hành heo tỏi nén là cấm mà, là thịt mà. Thì cái Đức Thầy bước tới, Đức Thầy nói sở dĩ Thầy không ăn tỏi, tỏi, hành heo tỏi nén đó, Thầy không ăn tỏi là vì nó nóng quá, nó hay kích thích đó, cho nên Thầy không ăn. Còn cái vấn đề nếu nói hành hẹ tỏi nén mà thịt chó quá thành, thì bây giờ cứ đem thịt chó ra đào chôn coi nó có lên hành hẹ tỏi nén không. Nếu có thì là sự thật, còn không thì là mê tín dị đoan. Mình theo đạo phải chân lý chứ không có thể mê tín dị đoan được. Thì ở đây tôi xin nói với quý vị như vậy, đừng nên mê tín dị đoan. Dị đoan nhưng mà không nên ăn nhiều, mình chỉ ăn chút ít cho nó bán mùi vị thôi. Như vậy đến đây kết thúc. Thế câu kế: giác tha ta giác nào ai biết, tâm mình ngộ đạo ai có hòa trong cái biết rõ ràng, rõ ràng đâu. Tự hành viên dung. Cái câu đầu đó nó hơi sai. Phải đọc như vậy: tự giác giác tha, chứ không phải giác tha tha giác. Cái người tu mục đích chánh, dù người nào cũng vậy, trước hết phải tự giác, nhận ra cái biết của mình là Phật, sống thẳng cái biết mình là ngộ đạo, tâm thanh tịnh sáng suốt, lặng trang sáng rỡ, lúc nào cũng biết, rồi chỉ cho người khác cái tâm Phật đó, để người ta tu, người ta ngộ đạo, người ta giải thoát. Thì tự giác giác tha nào biết được. Mình làm cái hạnh tu đó tự mình biết thôi, không cần ai biết, người ta biết hay không không thành vấn đề. Mà tôi nói tôi làm giúp ích cho đời, giúp ích cho đạo, tròn bổn phận của tôi thôi. Tự giác giác tha nào ai biết là như vậy. Rồi cái sao nữa sao? Tâm mình ngộ đạo ai có hòa trong cái biết rõ ràng là không. Đó, rồi khi mình ngộ đạo thì chỉ có người ngộ đạo như mình mới biết, còn có người thông thường không thể biết được. Cái bằng đường ly vĩ ngạn vô bằng hữu, không bằng hữu đó, cũng như cái chỗ tánh Phật thì Phật với Phật mới biết, còn người ngộ đạo với người ngộ đạo mới biết, còn cái người không ngộ đạo hoặc chân tự rồi lý luận cãi cọ hơn thua đều là không biết cả. Rồi cái tánh viên dung như thế nào chú chỉ dạy dùm cho đồng đạo hiểu luôn. Thường thường ta nói cái tánh Phật viên dung, thí dụ như bây giờ chữ viên dung tức là nó hai bên nó hợp với nhau, phải không? Cũng như bây giờ thiền tịnh viên dung, vừa niệm Phật mà vừa tu thiền, nhưng mà tự chung là cái biết, sống thẳng cái biết, hòa nhập cả thiền cả tịnh đều là viên dung. Pháp lành với pháp dữ, nó không viên dung được, là tại sao? Nó còn đối đãi, nó còn luân hồi. Còn cái tự tánh nó viên dung đầy đủ, trọn lành trọn sáng, chứ nó không dính mắc vào đâu hết. Ban sơ muốn chứng A La Hán là ly cảnh quyển, ly thân quyển, tức là cái thân này mình ly không còn dính mắc, ly cảnh quyển vật chất trên đời này mắt thấy tai nghe cũng lìa luôn không dính mắc, ly tâm quyển, ly cái tâm vọng tưởng dối trá hư vọng luôn, ly thân quyển, ly cảnh quyển, ly tâm quyển, còn cái nữa đó, ly luôn cái ly đó nữa, không còn, thì hoàn toàn lắc đạo giải thoát, tức là không còn có cái ta, không còn có cái ly quyển, không còn cái pháp gì hết. Cũng như quét nhà sạch rồi thì dẹp luôn cái chổi, như vậy trọn lành đạo sát, như vậy là ngộ đạo. Đến đây kết thúc. Có cái gì này hỏi
Nghe hổm gà nghe ông Năm giảng về cái chỗ hiểu biết, mà khi sọt dép vô thì biết, mà mang dép đi thì quên. Đó, nhờ ông Năm giảng về cái chỗ này chỉ cho rõ ràng về cái biết chỗ này cho đồng đạo hiểu tu. Kính thưa quý vị, đồng đạo hỏi cái lý này cũng là cái ý nghĩa sâu sắc. Khi mà lột dép ra thì biết, mà mang dép vô thì quên. Là cái ý nói làm sao biết không? Lột dép ra tức là tất cả vật chất mình mua ở trên là chân không. Mang đôi dép là chân có, mà lột dép ra là chân không. Mà chân không là diệu hữu, chân không là Phật tánh, chân không là như như bất động, chân không là cái biết hoàn toàn không dính mắc, giải quyết sinh tử luân hồi. Đó, lột dép ra thì biết, mang dép vô thì không. Tức là mình mang cái vật chất vô rồi, mang danh, mang lợi, mang tình, mang uy quyền, phú quý, mang cái chức nhà sư, mang cái chức ông đạo, mang cái chức ông Phật, ông tiên gì, có cái tên đều là giả dối hết. Thì có, mà có thì còn hư hoại, có thì còn lối đãi, có thì còn luân hồi sinh tử. Đó, cho nên hoàn toàn là không giải thoát được. Ý nói rằng mình giải thoát hoàn toàn, không dính líu gì với vật chất hết, như vậy mới tỏ ngộ. Còn dính líu một chút cũng còn luân hồi, còn không giải thoát được. Nếu tâm còn chút vọng trần cũng không đạt được quả phần như lai. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Ông Năm, con hỏi ông một câu. Ông Năm, sao mà con không ngủ, con nhắm con mắt lại thì con thấy là những cái dòng họ ông nội bà ngoại, ông ngoại bà nội, ông già bà già con, những người mất á lại đứng trước mặt con không, là cái đó cái niềm gì với con? Đặc ví dụ như con ngồi đây nè, ngồi đây nhắm mắt lại nói lời, nói lời con nghe không rõ, đây gần gần nói được xa quá rồi. Kính thưa quý vị, tiếp theo cũng có một người đồng đạo hỏi tại sao mà có khi tôi nằm đêm tôi ngủ rồi tôi thấy ông bà cha mẹ về đứng trước mặt tôi, thì khi tôi chưa ngủ tôi vẫn có cái tâm yên lặng rồi tự nó thấy như vậy, cái đó là như thế nào? Thì hôm nay tôi xin trao đổi với quý vị, khi mà cái tâm mình yên tĩnh rồi thì tâm thấy chứ không phải là mắt thấy. Con mắt thường thì không thể thấy cái người vô hình được, trái lại cái tâm thanh tịnh thì nó thấy được. Cho nên vì lúc đó đó cái tâm của mình yên tịnh, cho nên những cái phần tử vô vi, linh hồn người ta đến là mình thấy. Thì cái đó ông bà thường đến là rất tốt, con cháu có tu thì ông bà đến để tu với con cháu, đó là rất tốt đó. Còn điều thứ hai, cái chú này nói với tôi là vô trong nhà ông, sao bỗng nhiên tôi cũng thấy các vị chư thiên rồi ở trên nữa là cõi trời như vậy, có hay không? Thì xin thưa là sự thật với quý vị, cái trường hợp chú này cũng như cái tâm nhá nhen thanh tịnh cho nên thấy lớt lớt vậy thôi. Còn chính tôi thì chư thiên từng đến nhà tôi mỗi ngày ban đêm lớn luôn là cầu pháp, tôi từng thuyết pháp cho chư thiên nghe, thì chú này nói như vậy cũng là sự thật chứ không phải là chuyện quan đường hay là chuyện lạ gì cả. Cái cây gì đứng ở trên này nè, con thấy như vậy là ông đó là rõ thôi, còn nhiêu là con thấy cái hình mờ. Còn một trường hợp nữa thì cái chú nói cái con mắt nhắm đợi mà thấy sáng sáng ở trước mặt chứ nó không có tối hù, thì đó là một điều chính tôi bây giờ tôi nắm thì tôi cũng thấy có một quần sáng chân ở trước mặt, đi đâu cũng có người dẫn đường dẫn xá hết, chứ không có thấm cái là tối hù không thấy được. Thì trường hợp chú này thì cũng như giống như mới bước vô cái bước đầu, tôi là người bước cái bước xa hơn chứ cũng vậy thôi, đại khái là như vậy. Dạ. Thôi để xin tiếp theo với ông Nam một chút xíu chỗ này. Để cho những quý vị này hỏi cho hết mấy đề tài trước đi. Chú Nam với những vị đồng đạo trong nước và ngoài nước ha. Đây, quý vị đồng đạo trong nước và ngoài nước, và cũng có nghe trên cái mà nghe chú Năm nói về thuyết giảng, nhưng quý vị nghe rồi thì tự quý vị nghe bằng cái tâm thanh tịnh,
từng cái lời nói của chú Năm ha, chứ quý vị nghe mà với cái tâm vọng tưởng thì không hiểu được cái lời nói chú Năm rất là sâu sắc về chỗ cái tự tánh là giải thoát. Nhưng mà có một điều này quý vị nghe, nghe hiểu và biết thì đừng có nên là mình tôn đưa chú Năm lên là cái chỗ là chứng và đắc ha. Sau khi cái lúc đó quý vị có một những quý vị mà đưa lên nói chú Năm là đắc pháp và quốc đạo là thành Phật gì đó, thì cái đó là sự vô tình, là quý vị đó là hại, để hại chú Năm à nghe. Bởi vì con người mình sống thế gian này ai cũng đều là có cái bản ngã hết. Thành ra tôi mong cầu quý vị nghe hiểu biết và để tu. Và chứ cái thế giới vật lý âm dương này thì mình sống cái đời này không có chứng, không có đắc gì cả hết. Chỉ là chú Năm đây cũng có cái hiểu biết là chỗ là sâu sắc về cái chỗ giải thoát, chứ còn không có chứng đắc gì cả. Quý vị đừng có đưa chú Năm lên ông Năm là đắc pháp hoặc là đắc đạo gì đó. Cái đó vô tình là quý vị nói gì đó thì cũng làm sự trở ngại trên đường đạo của người khác nghe. Vì ai cũng có cái ngã hết nghe. Chứ con đôi xin lặp lại nghe cho quý vị hiểu nghe. Quý vị heo hiểu biết đi, rồi có những gì không hiểu thì điện đến chú Năm để chú Năm chia sẻ vào ngay cái chỗ quý vị còn thắc mắc gì đó. Thôi chính đến đây tôi tạm dừng để trả lại cho quý vị đồng đạo cặp bên này có hỏi những cái gì đó thì hỏi chú Năm trả lời cho. Bây giờ kính thưa quý vị, mặc dù nãy giờ thì tôi cũng trả lời câu hỏi với đồng đạo, tại vì câu hỏi cao siêu thì tôi phải trả lời cao siêu, câu hỏi đại thừa thì tôi nói theo đại thừa. Còn bây giờ thì tôi cũng xin thú thật quý vị, đời luôn luôn nó có sự hèm khích. Nếu quý vị cho tôi là đắc đạo hay là tôn tôi lên thì coi chừng người ta hạ tôi xuống đó. Bây giờ quý vị đừng có cho đắc đạo hay đừng có tôn hết. Chú Năm là người hiểu đạo, tôi chưa biết thì nhờ chú Năm giải đáp cho tôi vậy được rồi, chứ tôi chưa có đắc có chứng cái gì hết. Tôi chỉ được nhờ Phật, nhờ thầy trợ duyên cho tôi mà tôi trị bệnh được, tôi nói pháp được, giúp cho là được vậy thôi, chứ tôi chưa có cái gì hết á. Quý vị cũng thông cảm điều đó. Và đồng thời trên đường tu thì quý vị cũng như tôi thì trước hết phải căn bản tu lành, đừng tu ác đó. Cái sự tu người ta sợ không dám nói, sợ tu là lên non vào rừng hay cạo đầu xuống tóc rồi xuất gia như Thích Ca, nghe nói tu ai cũng sợ, chứ thật ra không có phải. Bây giờ tôi nói một cửa chính xác nôm na dễ hiểu, đừng làm ác là tu đó. Bây giờ dứt khoát mình không làm ác, miệng không nói ác, thân không làm ác, ý không tưởng ác, sáu căn không dục vọng theo sáu trần mà tạo nghiệp tội lỗi thì người đó là tu. Rồi tu như vậy đó, từ cái cõi phàm xuyên qua cõi thánh, từ con người tiến lên thần tiên thánh Phật. Ngược lại, nếu mình làm ác, thân khổ ý tạo nghiệp tội lỗi, mười điều ác, sáu căn ô nhiễm sáu trần thì tạo nghiệp tội lỗi, thì đó là sa đọa, là luân hồi, là khổ đau. Như vậy cái nghĩa nôm na của sự tu dễ hiểu, dễ hành nhất là đi theo con đường lành, không đi theo con đường ác. Đi theo con đường chánh, không đi theo con đường tà. Khi mà chánh tà phân minh rồi, khi mà lành dữ tốt đẹp rồi, không còn bị vướng mắc, không còn ô nhiễm nữa, thì mới nhận ra tánh Phật của mình. Tánh Phật của mình là người đang biết thiện, đang biết ác. Nó không phải thiện, nó cũng không phải ác, mà nó trùm khắp cả thiện ác, mà nó siêu lên thiện ác luôn. Cho nên nó là tinh thần, nó là Phật, nó là giải thoát sinh tử luân hồi, nó là một vị chánh đẳng chánh giác, chứ không còn ông Phật nào ngoài mình ra nữa hết. Nhớ là như vậy. Ma quỷ cũng mình, Phật trời cũng mình, địa ngục cũng mình, thiên đường cũng mình, tất cả đều do tâm, không có ngoài cái tâm này. Nhận ra cái biết này, thanh tịnh nhán loạn, như như bất động, khỏi tu ngày nào cũng là Phật. Kính thưa quý vị, đề tài đến đây kết thúc. Có chú này ở Gia Lai vô đến để gặp chú đây. Chú hỏi làm sao mà chú chỉ cho chú cái chỗ là làm sao là hàng phục vọng tâm và ăn trụ để chỗ chân tâm nữa đó. Rồi để cho chú giải cho chú này hiểu chút xíu như này.
Trường hợp câu hỏi của cái chú ở Gia Lai Kon Tum hỏi rằng làm sao mà hàng phục cái tâm, an trụ trên tâm. Thì câu hỏi này ở trong Kinh Kim Cang, ưng như thị trụ, ưng thị hàng phục vì tâm. Tức là ông là Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật làm như thế nào mà trụ tâm, làm như thế nào hàng phục được cái tâm, cái ý là như vậy. Cho nên Đức Phật mới trả lời ha, độ tất cả chúng sanh vô lượng vô số vô biên, mà thiệt vô chúng sanh đắc diệt độ giả. Đó là cái ý của Đức Phật trả lời cho ông là đệ tử như vậy. Nghĩa là mình phát tâm tu là phát tâm độ tất cả chúng sanh, từ nản sai thấp quá, hữu tưởng vô tưởng, phi tưởng phi phi tưởng, chính là chúng sanh đều độ hết. Nhưng mà mình không thấy mình có độ một chúng sanh nào cả. Đó là hạnh của Phật, đó là hạnh Như Lai. Như vậy tại sao mà độ chúng sanh mà không độ? Thì xin thưa rằng đây là tôi giải cái chỗ này để mình dễ hiểu dễ tu. Độ chúng sanh trong lòng mình chứ không phải độ chúng sanh ở ngoài. Bây giờ mình tưởng tà, đó chúng sanh, hướng cái tưởng tà này về thanh tịnh vắng lặng rõ ràng biết là đưa về cõi Phật rồi. Tưởng ác, hướng cái tưởng ác này về lành, về chỗ như như bất động, chỗ thanh tịnh rỗng lặng thì đưa về Phật rồi. Tưởng ma, tưởng quỷ, bất cứ cái tưởng quấy nào, bất cứ cái tưởng tà dạy nào, bất cứ cái tạo nghiệp gì trên đời này đều hướng về tâm thanh tịnh hết, đều hướng về cái chỗ như như bất động hết, để hướng về cái chỗ lặng trang sáng rỡ thường quyết, không khởi vọng niệm, không khởi tà trách, không khởi phải quấy, không khởi lành dữ luôn, lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ thì đồng đưa hết về Tây Phương. Như vậy đưa hết chúng sanh thành Phật thì các ngài cũng thành Phật. Cái ý nói như vậy, các vị Phật nào ra đời của vị viện độ hết chúng sanh mới thành Phật. Mà chúng sanh bây giờ 7 tỷ nhân lại trên thế giới có độ hết đâu. Nhưng mà các ông đã thành Phật rồi, chứ đâu có không thành. Như vậy chứng tỏ là độ chúng sanh trong lòng hết thì thành Phật. Chứ chúng sanh ở ngoài thì đâu hết chúng sanh, vừa hết chúng sanh rác sanh ra. Đời đời vô lượng viên, vô biên cũng còn chúng sanh, đâu có hết được. Cái ý nói là như vậy. Kính thưa quý vị, đề tài đến đây kết thúc. Đồng đạo này ngồi thiền mà xong đầu trong đầu óc nó chạy ù ù hoài, là cái đó cái gì giờ ông Năm chỉ dùm cho đồng đạo này hiểu. Đang ngồi thiền mà đầu nó chạy vòng 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 như điện chạy vậy đó. Thành ra quý vị, kính thưa quý vị, cái người ngồi thiền luôn luôn là ép cái thân, ép cái tư tưởng, kiềm thúc quá. Vì vậy mà ngũ ấm ma nó phải hiện. Bất cứ cái gì, nhớ là nó cái gì là kể nó, cái chạy vòng vòng hay nhức ngứa gì cũng được, nhưng mà mình là người biết thì giữ cái biết thôi, mấy cái kia từ từ nó hết. Trong cái lạ đó nó cũng có chánh có tà, cho nên mình khó phân biệt được. Có khi cái chánh điện quang của Phật người ta chuyển cho mình cũng có, mà có khi tà nó giả làm Phật nó cũng chuyển được nữa. Mình lầm cái đó nó dắt mình vào đường tà. Cho nên quan trọng là chỗ đó. Nếu chỉ khởi lầm sai một điểm rơi vào đường tà kiến muôn thu, ví như là mắt đã mù suốt đời chịu tối khó âu trị lành. Thí dụ ma nó hiện ra giống y như Phật, mình theo nó một điểm nó dắt mình đi luôn. Nhất là người tu ai cũng ham sáng ham linh, mà nó vô cho mình sáng cho mình linh, cái kể như mình chạy theo, mà chạy theo rồi dắt mình đi luôn. Cho nên cái gì thì cái, rần rần cái đầu sáng sáng trước mặt hào quang cũng kệ luôn. Tôi là người biết, tôi giữ cái biết thôi, tôi không chạy theo cái gì hết. Thì thiệt thì càng ngày nó càng sáng thêm, mà giả thì nó biến mất. Như vậy đó, mình không sợ thất bại, mình không sợ lạc, không sợ sai. Cho nên người xưa nói cái người ngồi thiền, phải có người ngộ đạo, kèm, chỉ dẫn, còn không, dễ lạc vào tà kiến, dễ lạc vào ngũ uất ma, là như vậy. Để còn câu này đồng đạo này hỏi, sao đồng đạo này đang cúng mà như có cái người cặp bên đi đó hỏi ông Năm có phải cái đó có long thần hộ pháp hay không? Thư sĩ Tây Gia. Xin thưa rằng cái đó nó cũng không thật nữa. Có khi thì các nhà người ta ủng hộ, mà trái lại có khi ma dương. Cũng như hồi nhỏ đó, tôi mới tôi cũng chấp vậy đó. Ở nhà niệm Phật có bộ xôn xao quá, lấy cái chuồng trống ra hè ngoài lúa đó, mình đậu ở ngoài ngồi niệm Phật ên mình hay hơn. Rồi cũng thấy hai người hiện ra đứng sau lưng. Từ đó tới giờ tôi không có ra nữa.
đó, ma dương nó lại nó hiện đó, chứ đâu phải Phật. Nó phá mình đó, coi chừng nó dắt mình đi luôn á. Đừng ham kiếm chỗ vắng mà niệm Phật, đừng ham kiếm chỗ vắng mà tu. Cứ tu ngay chỗ lộng, không có ma dương tới phá, mà tu ngay chỗ vắng là có ma dương đó. Ừ, ở nhà ma khảo tu chẳng đặng, tìm đến núi rừng gặp quỷ không đó. Người ta khảo người ta động mà mình đừng động mới tỉnh, chứ còn lại chỗ vắng vẻ có ai động đâu tôi tỉnh. Nên đó, tu như vậy không kết quả mà lại lâu lắc có hại thêm đó. Đây là cái trường hợp tôi nhắc nhở đồng đạo đó là như vậy. Dạ. Chú uống miếng nước đi rồi còn câu hỏi gì nữa dừng được rồi. Đây có đồng đạo mới đến thăm chú, hỏi con hay mơ thấy đi chùa và gặp Phật trên trời và được mặc áo của Phật mẫu và được cho thuốc đem về. Thì đó gọi là gì? Xin ông Năm giải cho con biết. À. Nè, kính thưa quý vị, cái giấc mơ của mình, ai cũng có giấc mơ hết. Nhưng mà giấc mơ vàng, đó, rồi giấc mộng linh, đó, rồi giấc mộng kê vàng hay giấc mộng chim bao. Đó, nó nhiều cái thứ mộng. Những cái giấc mộng giả dối chim bao, mơ tưởng, vọng tưởng thì thấy rồi sáng nó quên, hay hoặc nó không có gì hết. Trái lại, mình thấy cái gì mà có cái nấy là giấc mộng linh. Mình nằm ngủ mà được tiền pháp, được khai ngộ cho mình thành đạo như cậu hai thanh sĩ, đó là giấc mộng vàng. Còn trường hợp đồng đạo trình bày vừa qua thì thực tế thì thấy như vậy rất tốt. Nhưng mà trở về đó, khi mình thấy như vậy rồi kể từ đó mình có làm được cái gì cho chúng nhanh đời không sao? Mình có kết quả gì trong việc tu không? Nếu mình thấy như vậy mà rốt cuộc cũng không có gì hết thì đó là cũng giấc chim bao thôi, chứ nó không thật, đừng tin cái đó. Thì xong, kính thưa quý vị, là đến đây kết thúc. Để con nói lời tạ từ ha. Đây cũng xin nói lời tạ từ với bổn đạo trong nước và ngoài nước và những đồng đạo có mặt hôm nay tại nhà chú Năm. Thì nãy giờ chú Năm chia sẻ qua có rất nhiều câu hỏi rồi, mà tôi xin nhắc lại lần thứ hai, thì chú Năm đây là có cái hiểu biết hơn mình. Thì chú Năm là người tu hành cũng hành đạo cũng lâu năm, trên 50 năm hành đạo. Nhưng mà quý vị có cái gì rõ ràng không biết thì hỏi điện thoại gì hỏi thẳng chú Năm. Nhưng mà có một điều là tôi xin nhắc lại, nãy tôi có nói rồi đó, là đừng nên tôn người đó, trong đời không phải là sự vô tình là làm hại người ta. À, quý vị cứ cẩn thận như vậy đi, rồi mình thì ông chú Năm có hiểu biết hơn người thôi. Tôi xin đến đây hết, xin chúc toàn thể quý vị trong nước và ngoài nước ăn thường tâm an lạc và tu hành tinh tấn trên đường 30 năm. Kính thưa quý vị, đồng đạo có thắc mắc vấn đề tại sao ông lão đã tu 30 năm, 83 tuổi rồi mà sao vẫn còn phiền não, vẫn còn khổ đau, vẫn còn rai rứt như mọi người, không có thấy gì an vui hạnh phúc hết. Kính thưa quý vị, thở dĩ mà mình tu lâu mà không được an lạc, không được hạnh phúc, đó là mình hành đạo chưa có trúng. Bởi đâu mình tu bố thí, bắt cầu, bồi lộ, hay hoặc đi chặt thuốc nam, đi làm từ thiện, đó là được rồi. Nhưng mà không về đâu, mình làm việc lành, việc phước, trong lòng mình vẫn còn tham sân si, mà còn tham sân si thì còn tội ác, còn tội ác thì còn quả báo. Thành ra dù 40 năm, 50 năm đi, còn tội ác thì phải còn quả báo, mà còn quả báo thì phải còn khổ đau, sinh tử luân hồi. Tại vì ông lão này chưa có ai chỉ dẫn cho ông nhận được cái Phật tánh của mình. Vì vậy mà tu theo hình tướng không. Nếu tu giỏi như Lương Võ Đế, tạo chùa truyền khắp nước tu hành, đến trường thao ngạ tử đại thành, Phật bất cứ gì tâm còn ác. Lương Võ Đế ông dám độ tăng độ chúng, cất 72 chuyện chùa lớn có tầm cỡ, còn chùa nhỏ biết bao nhiêu không kể, bao nhiêu người tu cũng nuôi hết. Mà suốt cả đời làm vua như vậy đó, mà tới chết vẫn chết đói như thường, vẫn bị trả quả như thường. Là vì Đức Thầy nói, vì tâm còn ác. Đó, mình tu trần ai làm phước trần ai, mà cái lòng mình không thấy, cái tâm mình không biết. Cho nên còn tham sân si, còn tham sân si thì còn tội lỗi, mà còn tội lỗi thì vẫn trả quả, vẫn xa đọa, vẫn khổ đau. Mặc dù ông này đã tu, đã làm lành, đã biết đạo, nhưng mà 30 năm qua, ổng cũng còn tham sân si, ổng cũng còn tu thông thường. Cho nên bây giờ đến ngày này là phải trả quả.
Nó đúng là như vậy. Có một vị đồng đạo hỏi tiếp câu số 1: Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Sao? Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Vị đồng đạo này hỏi. Cái gì Nhân Quả? Kinh Nhân Quả. Kinh hả? Dạ kinh. Kinh Nhân Quả ra đời từ khi nào? Trong cái kinh Nhân Quả này đó thì ra đời nó sau này, chứ không phải hồi Đức Phật, cũng không phải là ở mà các vị tổ, mà sau gần đây thôi. Có cái người đó chết rồi thấy dắt cho ông phủ đó, rồi mới nói với tội phước, nói việc nhân quả đó, rồi sai về bắt, rồi bắt lầm. Nó bắt lầm cho nên không có trúng cái người tới số, mà trúng ổng là người chưa tới số, mới dắt ông xuống nha. Kêu bằng lâm tự kỳ mà bắt ông lâm sĩ kỳ đó, đó cái đó chặt con chút thôi, chỉ kỳ thôi, mấy ông quỷ vô thường bắt chặt. Dắt ông xuống thì ông hân hạnh được xuống, ông nghe được nhân quả, rồi sau khi đưa ông về ông mới nói lại đó, rồi mấy ông sư nghe vậy mới viết thành cái quyển kinh Nhân Quả đó. Cho nên cái nhân quả đó đó thì thật ra đó mình không dám nói sai, cũng không dám phụ, nhưng mà không phải là chính đăng của Phật nói, do mấy ông sư dịch lại những cái lời của người Sư Ba thôi. Nhưng mà mình tin rằng quả báo thì làm tội hưởng tội, làm phước hưởng phước, dù có cái đó hay không, nhân quả cũng là nhân quả, tự khổ chỉ kim, không ai qua khỏi được. Lực nhân quả thật là cao diệu, suốt khổ kim chẳng lọt một ai. Rồi giờ tới câu số 2: Ngồi thiền lúc 12 giờ trưa, cặp nhãn trụ xuống năng đều có màu hồng đỏ đó. Rồi giờ ngồi thiền 12 giờ trưa đó, đó. Chú xuống mà nhờ có màu hồng đỏ, nhờ chú giải giường. Đăng điền. Kính thưa quý vị, phần nhiều cái người ngồi thiền đó ép cái thân, bắt buộc nó ngồi lâu quá rồi nhìn nó có những cái hiện tượng, cái hiện tượng lạ đó, phần nhiều là ngủ ấm ma, kêu bằng sắc thọ tưởng hình thức, mỗi một cái là 10 không a, nó hiện ra đủ cảnh hết. Nếu mình lầm, mình cho cái đó tôi là đắc đạo, hay tôi là sáng suốt, hay tôi là phát huệ vậy, thì cơ hội đó ma vương nó nhập vô, nó xúi cho mình linh thính màu nhiệm rồi, rồi mình kéo vào đường tà luôn, có người chết luôn, có người khùng điên luôn. Trái lại mình nên biết cái gì hiện ra ngó thấy được, cái đó không phải là mình, mà cái đó là giả. Đức Phật nói phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, tất cả các tướng đều là dối giả. Nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến như là cái mà thấy được các tướng nó không có tướng, cái đó là Phật. Bây giờ nó hiện đó, tôi biết đó, cái biết đó là Phật, cái đó là ma, đi tôi không cần anh nữa, là nó mất. Bọn này nó vô, tôi ngộ đạo rồi, tôi chứng đạo rồi, tôi thành Phật rồi, nó dắt mình đi vô chết luôn, khùng điên luôn. Mình phải biết chỗ này, nếu không biết là nguy hiểm. Rồi vậy đến đây kết thúc. Rồi đến câu số 3: Nguyện hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh mà sao không hồi hướng củ quyền. Nhà chú giải dùm cái chỗ đó. Cái đó là cái bài hồi hướng ở trong kinh, nó phần nhiều là chúng sanh vô biên lệ nguyện độ đó. Mấy ông sư thường thiết pháp rồi cái kêu đọc hồi hướng với tôi đó: phiền não vô số thệ nguyện đạt, chúng pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó, trong đó không có hồi hướng cho củ quyền, thì ông này cũng nói cũng phải, phải không? Vì vậy mà cái đó ở trong kinh phần nhiều là Phật thuyết hồi xưa ở trong kinh, mấy ông sư dịch như vậy. Với hơn nữa là phần nhiều mấy ông xuất gia lưu ý vấn đề tu giải thoát, chứ không có nghĩ đến củ quyền. Còn mình đạo đức thầy, tứ ân là căn bản, ân tổ tiên cha mẹ là trước hết, là củ quyền thức tổ, kế đó ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại và tất cả chúng sanh. Cho nên tụng một bài kinh hồi hướng như vậy không bằng mình đọc cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện. Tây Phương Ngũ Nguyện thầy dạy mình đủ hết trơn, có thiếu ai đâu. Cho nên bây giờ mình tu tại gia theo thầy, mau thành Phật hơn mấy ông sư tu xuất gia. Bởi vì cái đường lối đó Phật dạy lâu quá rồi, bây giờ người ta tu không có trúng. Vì vậy mà tu hoài không mấy người đắc đạo. Cho nên thầy nói đó, quá mắc mỏ bởi chân phản ngữ, nên người đời khó kiếm cho ra. Mỏ chuông bài đọc tụng là chớ hiếm kẻ tường thông lý. Dòm trước mắt thấy đời hồ vị,
nên động lòng bắt ái dạy ra, réo những ai lợi dụng lần sàn, nên suy sụp chân nhân mà mình. Nào có khác mê đen của bích, rồi dắt nhau đến chỗ vậy ngay. Đó. Mê làm rồi giải tật, nói tật với nhau rồi rủ với nhau tu, một cái đường lành không, có cuộc không có ai đắc đạo hết. Cho nên bây giờ mình theo thầy, mở con mắt cánh kiến ra, tu cái kiểu ca diếp thánh tánh thành Phật, a nan ngộ tánh thành Phật, cái thấy cái nghe cái biết là tánh là Phật, nhận ngay cái đó thành Phật liền, khỏi tụng khỏi gì hết, khỏi gõ mỏ, khỏi tụng kinh gì hết, tu vậy khỏe, đã chánh đạo thêm còn sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho con. Đây là đúng chánh pháp rồi đó. Nói là câu tiếp theo, tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải giùm. Tâm khai sáng có phải là kiến tánh, là thấy tánh, là Phật, là Phật phải không ông Năm? Nhờ ông Năm giải giùm cho con hiểu. Kính thưa quý vị, tâm tự sáng mới là kiến tánh thành Phật, còn tâm khai sáng là chưa. Tôi chưa đủ sáng, nhờ Phật khai, nhờ thầy khai thì chưa kiến tánh thành Phật, cũng như là nhờ trợ lý mà tôi được sáng, tôi được làm đạo, tôi được giúp đời. Nhưng mà cái đó nương cái sức của Phật, nương cái sức của thầy. Còn khi nào tự tôi thấy tánh, tự tôi phát huệ, chiếu kiến lục thông, tam minh không còn thiếu sót cái gì nữa, mắt thấy khắp bầu trời, tai nghe tiếng âm tinh nhạn vật, cái gì cũng biết hết, thanh tịnh trống lặng, không còn phiền não, không còn vô minh, đó mới thiệt là ngộ đạo kiến tánh thành Phật. Giờ câu kế tiếp, câu số 5. Cái biết bị nhiễm tài, cái biết bị nhiễm tài nha. Làm sao cho nó lặng, niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Đó. Hỏi lại là niệm Phật hay hành gì cho nó lặng? Nhờ ông Nam giải giùm. Cái biết đó, thường thường mình xài cái biết vọng thức, duyên theo cảnh bên ngoài, chứ không phải cái biết của chân tánh, cho nên nó nhiễm tài, nhiễm sắc, nhiễm tình luôn đó. Móc ba lưỡi câu rồi là chết, mấy ông giảng viên đều chết, chứ không còn giải sức là bị cái đó đó. Giảng hay hay người ta giúp tiền nhiều quá, cái mấy cô gái theo ông giảng viên tiền quá nhảy vô leo luôn, rồi chết cả đám. Bây giờ sống ngay cái biết thanh tịnh rỗng lặng, thường hằng lúc là cũng biết cái biết này tuyệt đối nó là Phật, không nhiễm danh, không lợi nhiễm tình, không nhiễm vật chất cái gì hết, cái đó mới là thiệt Phật tánh của mình. Nó đang rỗng lặng, nó đang thanh tịnh, hiện giờ đang thấy, đang biết mà. Vật chất có dính được cái biết tôi đâu. Phật cũng cái này, tôi cũng cái này, Thích Ca cũng cái này, Thượng Đế cũng cái này luôn. Ai nhận được cái này thì thành Phật, chắc chắn 100%. Bữa nay quý vị nhận được, tôi thành Phật hết, không thành Phật tôi thường cho. Câu kế tiếp, câu số 6. Có một chị bị tà trong người và bắt chị khởi vọng niệm, nhờ ông Năm giải dùm cho cô này biết. Bị tà trong mình mà nó bắt chị khởi vọng niệm đó. Thì cái đó thật ra thì do mình không tự chủ được. Với một cái điều nữa, nhân quả có nhiều khi kiếp trước đó, mình có duyên với cái hồn đó đó, cho nên bây giờ nó mới lại nó đeo lắm mình. Mà lúc này bạn mình tu kém quá đi, mình không tự chủ được, cái nó lái mình. Do đó mà mình ngự trị không được vọng niệm, nó chuối mình làm quấy, cái mình cãi lại không được, cái mình nghe theo nó. Bây giờ cái người này muốn khỏi bị cái đó thì nhận ra cái biết, tôi là cái biết, tôi không nghe lại hết, tôi làm chủ thân này, làm chủ tư tưởng luôn. Nó tưởng quấy tệ đó, tôi không theo, rồi nó làm gì tôi, rủ đi nhậu tôi không đi, rồi ai làm gì tôi, tại tôi đi, cho nên nó lôi tôi đi hoài. Thì tu là như vậy, dứt cái vọng tưởng là mình không chạy theo vọng tưởng, dứt cái tà dại là mình theo trong chạy theo tà dại, mà mình đang biết rõ vọng tưởng, biết rõ tà dại, nhận cái biết của mình, không nhận ở bên ngoài là mình ngộ đạo, là mình chứng đắc, là mình khỏi luân hồi sinh tử. Buông cái biết của này, nhận cái kia là nó lôi mình vào đường sinh tử luân hồi. Vì vậy mà nó đúng như vậy, không sai chừng lý. Câu tiếp theo, câu số 7. Một vị đồng đọ hỏi bài thơ của Lục Tổ Huệ Năng: Bồ đề bổn vô thọ, minh chặt cảnh diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật,
Hà sứ nhã chẳng ai. Cái bài thi của Lục Tổ Huệ Năng đó là Bồ Đề Bổn Vô Thọ Minh Cảnh Diệt Phi Đài Bổn Lai Vô Nhất Vật Hà Sứ Nhã Trần Ai. Còn cái bài thi của ông Thần Tú đó, Thân Thị Bồ Đề Thọ Tâm Như Minh Cảnh Đài Thời Thời Cần Phất Thức Vật Chữ Nhã Trần Ai. Nâng cái hai bài thi này mình thấy trình độ của người nó rõ ràng. Ông Thần Tú là người đương tu chứ không phải người ngộ đạo, cho nên ông nói theo cái tướng. Cái thân thì như cái Bồ Đề, cái tâm thì như đào mịch cảnh, ráng lao chùi sửa sẻ để cho nó được có nhiễm trạch. Đó là bài kệ ông Thần Tú. Ông Lục Tổ là người kiến tánh, người ngộ đạo, không nói như vậy. Bồ đề bổn vô thọ, bồ đề là cái biết, nó đâu có gốc rễ gì đâu. Bây giờ cô đang biết là cái gốc ở đâu, cái rễ ở đâu đó. Chứng tỏ là ông Lục Tổ mới trúng, còn ông Thần Tú trạch rồi. Bồ đề bổn vô thọ mới trúng. Minh cảnh diệt phi đài, minh cảnh là cái tâm sáng suốt, mình tội lỗi gì mình cũng thấy hết, nó đâu có cái đại. Hành ra chấp cái đài ngưng nguyện kiến đồ cũng thật luôn. Bổn lai vô nhất vật, cái Phật tánh của cô là cái biết, nó đâu có vật gì. Mà nó đã không vật gì thì đâu có nhiễm trần ai, đâu cần phải tu, đâu cần phải phủi sạch gì đâu. Chỗ dễ ợt mà không biết, tu khó trần ai. Thần Tú tu trần ai, không lắc đạo, tổ tu lắc đạo dễ ợt. Tiếp theo câu số 8. Có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời tỏ ý? Hỏi là có phải ông Năm thiết giảng pháp không lời mà ngỏ ý, tỏ ý? Nhờ ông Năm chỉ dẫn dùm. Thật ra thì cái pháp không lời nhưng mà mượn lời để hiển thị đó. Bây giờ thí dụ như tôi nói cái mặt trăng, mà tôi không chỉ cái mặt trăng, ai biết mặt trăng ở đâu. Bây giờ tôi lấy con tay mặt trăng ở hướng tây đó, mấy ông dòm nó có thấy mặt trăng thì mượn cái lời nói để cho mình nhận ra tôi là có cái biết, nhận ra cái biết này tôi thành thật, thì tôi nhận ra cái biết chứ giữ cái ngón tay hoài sao thành thật được. Nó thì cái lời nói giống như vậy để hiển thị cái không nói được, cho nên nó nín á là gian thù, nín là di ma tật, còn nói là gian thù đó. Ông gian thù cũng nói hết lời rồi thì ông hiển thị cái lời nói để cho người ta hiểu cái tâm. Tới ông gì mà cả ông đâu còn chỗ đó được, ông làm thinh. Làm thinh là hiển thị cái làm thinh của tôi nói hết tất cả. Ông thấy không? Cái lặng trang sáng rỡ này nó đâu có nói gì đâu, mà nó biết hết tất cả là tôi đã nói hết tất cả rồi. Hai ông đó ông nào cũng trúng hết. Rồi bây giờ mình biết ông gian thù làm thinh, biết ông mà Di Ma Cật, thấy không? Ông Di Ma Cật làm thinh, ông gian thù nói cái người đang biết gian thù, đang biết Di Cật là ông Phật của mình. Dễ ợt hay nhận cái đó thành Phật rồi, khó khăn gì đó. Rồi xong. Thế tôi nằm cho vị đồng đạo hỏi nhà chú chỉ dạy dùm. Từ lúc nhận Phật tánh trong khi thực hành, sao biết mình tiến bộ? Nhờ chú dạy dùm, chỉ dạy dùm cho. Kính thưa quý vị, để tiếp theo có một vị đồng đạo hỏi. Từ lúc nhận được Phật tánh mà thực hành, làm sao biết được mình tiến bộ? Kính thưa quý vị, khi mà chưa được nhận Phật tánh thì chúng ta giống như cái đêm 30, tối hù không biết gì hết. Bây giờ khi được nhận Phật tánh rồi, ví như trăng mùng 1, nó từ từ cái lưỡi liềm nó lớn lên dần dần, mùng 2, mùng 3, rồi nó dần dần mùng 9, mùng 10. Khi tới mùng rằm thì nó sáng dậy trời hết. Nên 1, nên 2 còn bé tuổi, 15, 17, 4 phương hay. Tại sao vậy? Làm sao dễ biết được cái này? Xin thưa rằng, hồi chưa nhận Phật tánh, tâm mình nó còn tham sân si, còn giận hờn thương ghét đủ thứ, phiền não khổ đau ở trên cõi trần này mình vướng mắc đủ thứ. Khi nhận Phật tánh rồi, tham sân si nó dịu ngọn liền, phiền não khổ đau nó hạ xuống liền, tất cả tội lỗi nó đều dừng lại hết. Một khi người thấy tánh bổn lai, các vọng niệm trần ai mới dứt. Cái vọng niệm trần ai nó cũng dứt luôn, là tâm mình sẽ thanh tịnh. Mà tâm mình thanh tịnh như bất động thì sáu căn không nhiễm sáu trần,
mà sáu căn không hiển rõ ràng thì lục thông phát hiện liền. Mắt tha bất huệ tức thì, tai tha tai tỏ là gì cũng thông, thân ý tha cũng không hề bộ, thân nhẹ nhàng, ý được tịnh minh. Đó, mình hành được như vậy, nhận được Phật tánh rồi, thân nhẹ nhàng, ý được tịnh minh. Mình nhẹ nhẹ như không khát gió, lòng trong trong thể tợ như gương, ái ân hết buộc cho phiền não, danh đợi không làm cảnh yếu dương, ở thế nhưng ra ngoài khỏi thế, thần tiên chung bước một con đường. Đó, cái người kiết tánh có những cái như vậy, an vui hạnh phúc khoái lạc, chứ không có cái vụ mà rầu buồn bức rứt, nhìn cái mặt sáng rỡ, chứ không có vụ nhìn cái mặt nhăn nhăn nhó nhó mà chứa phiền não nhóc trong đầu, thì biết cái ông đó trúng rồi đó, kiến tánh rồi đó. Còn cái ông nào đó thấy tánh mà phiền não giận hờn đủ thứ, cái mặt ba hồn gì mà hết là không êm rồi, ông đâu nói thì danh từ rồi chứ ông chưa thấy. Thì ở đây nghe câu hỏi vừa qua đó, tôi trình bày ngắn gọn rồi đến đây kết thúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Thân ái kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay được thân hạnh một đạo hỏi chúng tôi: nhược dĩ sắc hàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng thức kiến Như Lai. Nghĩa là phàm tất cả các tướng đều là dối giả, bằng thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là ngộ được tự tánh Như Lai. Bây giờ phần nhiều có nhiều người ra đời cũng xưng Phật thánh xưng thầy rồi trở lại, nhưng mà tu theo các tướng thôi. Cũng như bây giờ ở trên Bình Phước đó, có cô đó là người nữ mà cũng dám xưng thầy trở về, người ta cũng theo rần rần đó, mà cũng dạy theo tu hình tướng thôi. Cho nên tất những cái đó đều là dối giả hết. Cái gì có hình tướng là dối giả, cái nhà này dối giả, vườn đất dối giả, tiền bạc dối giả, thân này dối giả luôn. Đó, bây giờ mình dọn chống vườn đạo cũng là dối giả, cạo đầu cũng là dối giả, vô chùa cũng là dối giả, lên rừng lên núi cũng dối giả, mời mốc chết đình trục. Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, bằng thấy các tướng chẳng phải tướng, tức là ngộ được tánh Như Lai. Đó, ở trong kinh thì giải văn tự y như vậy, nhưng mà có người giải nó chưa đạt. Là vì đã như vậy người nghe đâu mà hiểu đâu. Bây giờ thấy các tướng chẳng phải tướng là sao? Cái nhà thì tôi thấy cái nhà, cái xe thì tôi thấy cái xe, trời đất thì tôi thấy trời đất, chẳng phải tướng là sao? À, bữa nay tôi nói một cái là quý vị nhận ra được Phật của mình liền. Cái biết của mình là Phật tánh, nó thấy được các tướng chứ nó không có tướng gì hết. Đó, bây giờ nhìn cái nhà đó, mình biết cái nhà này, nhìn chiếc xe mình biết cái xe, nhìn trời trăng mây nước mình biết hết. Cái của mình không có tướng gì hết, nó mới là thật tướng. Vô pháp tướng mới là thật tướng. Cái đang biết, đang nghe, đang thấy của mình là không có tướng, mà nó là thật. Tu ngay đó thành thật, đừng chạy theo Phật đạo bài hết. Người ta nói ông đạo này linh, đạo kia linh, theo coi chừng chết. Ở bên Miên có ông Trần Tâm đó, ông dám là hiện hình trước mặt người ta luôn, cho nên người ta theo được gần nữa. Ông cũng xin thầy trở về đó, nhưng mà thấy cái đó đó mình tin không được, cứ tin ông Phật của mình thôi, đừng có tin ông Phật nào ngoài. Trên đời không có hai vị Phật ra là một Phật. Nếu thầy là vị Phật dân lệnh Ngọc Hoàng Thượng Đế, dân lệnh Phật Tổ ở đây thay cho Ngọc Hoàng Thượng Đế, thay cho Phật Tổ, thì không có ông Phật nào khác nữa. Còn ông nào xin Phật thì coi chừng á. Mà dương nó cũng giả Phật được, nó cũng xin Phật được nữa, theo nó là chết rồi. Rồi đến cái câu sau: nhược dĩ sắc kiến nhã, dĩ âm thinh cầu ngã, thị dân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bằng dùng sắc bạn thấy ta, dùng âm thinh là cầu ta, là người làm đạo tà, tắc không thấy được ta. Đó là chính lời Đức Phật khi như văn trong kinh là giải như vậy. Bây giờ mình cho cái tướng của ông Phật đó, 32 tướng đẹp, 180 nghĩa đẹp, 32 tướng hảo là Phật, thì không phải Phật. Cái tướng đó 80 tuổi cái đàn trâu, vua Chuyển Lương Dương vẫn có tướng hảo y như Phật. Mấy ông đó cũng Phật nữa sao? Ma Dương nó quá hình là Phật cũng y vậy, cũng Phật nữa sao? Tình này vậy mà đừng nên lầm cái tướng giả. Phàm sở hữu tướng ra thì đi đầu, tất cả những cái tướng này mình đã hết.
còn cũng như câu nhược dĩ sắc kiến đã, bằng thấy sắc mà cho là ta, dĩ âm sinh còn ngã, cũng làm cái giả là dĩ âm sinh còn ngã. Phật là tâm chứ không phải Phật là tiếng nói, cái tiếng nói để chỉ cho mình là ông Phật thôi, chứ cái tiếng nói không phải là Phật. Cái người điều khiển cho cái miệng mình nói đó, cái người đó mới Phật. Còn cái miệng không phải Phật, cái lời nói cũng không phải Phật luôn. Nhận ra được cái người điều khiển cho mình đó thì mọi người rồi dĩ sắc kiến ngã, rồi dĩ âm thinh cầu ngã, đó đem cái tiếng tâm mà cầu ta cũng không phải ta, bất năng kiến như Lai là không thấy được. Bây giờ bỏ sắc tướng ra, bỏ âm thanh ra, đừng có nhìn cái tướng thôi, đừng có nghe lời nói của tôi, thấy không? Mà cái đang thấy, đang nghe, quý vị thấy tôi, biết tôi, nhận ra được cái người này, thì cái đó là Phật của quý vị. Bất năng kiến Như Lai chấp cái tướng rồi là không thấy Phật, mà nhận ra cái biết của cô là cô nhận ra Phật liền, thấy Phật liền, tu thành Phật liền, chắc chắn 100%, không nghi ngờ hết. Rồi, là bây giờ quý vị thôi. Có gì hỏi thêm tôi trả lời thêm. Kính thưa quý vị, có một đồng đạo hỏi về cái lý kiến tánh thành Phật. Thường thường thì ai cũng nói kiến tánh thành Phật hết, từ xưa nay kinh sách cũng từng nói cái câu đó. Rồi bây giờ thế nào là kiến tánh, thế nào là thành Phật? Bữa nay tôi giải cho chính xác để cho bà con dễ lắm, dễ hiểu và dễ hành. Cái tánh của mình á, thì nó không hình tướng, không sắc màu, không tên tuổi, không có cao thấp lớn nhỏ, không có tròn vuông dày á, cũng không có xanh vàng trắng đỏ. Thành thử ra nó kiến tánh cái không biết đâu thấy, phải không? Nhưng mà thật sự ra nó sờ sờ ở đây nè. Mặc dù nó không có hình tướng gì hết, nhưng mà nó điều hành được các vật có hình tướng đó. Cái thân này mình muốn đưa ra thì cái tánh mình nó hiểu cái thân đưa ra, cái miệng tôi cũng nói, cái tánh nó ra tiếng cho tôi nói đó, con mắt tôi nhìn thấy cũng cái tánh thần tôi giúp cho tôi nhìn thấy, cái thầy mà chết cũng đủ rồi, đâu có thấy, có nghe, có nói được đâu, mà cái đang thấy, đang nghe, đang nói, cái đó là Phật tánh. Mình nhận ngay cái này, sống ngay cái này, tu ngay cái này, gọi là kiến tánh thành Phật. Chữ Phật là tâm, chữ tâm là cái biết, chữ Phật là giác ngộ, giác ngộ là hiểu biết. Chữ Phật là trùm khắp, cái tâm mình hiện bây giờ trùm khắp bao la vũ trụ, chỗ nào cũng có nó hết. Mình tưởng đâu cái tâm ở, mình nghĩ ở trời cái nó lên trời, nghĩ xuống đất cái nó xuống đất, nó đâu mất tiêu cũng thấy không. Bây giờ quý vị đang nghĩ trên trời, đang nghĩ dưới đất, thì tự quánh cái đây, cái biết làm ở đây, trên trời nó cũng biết, dưới đất cũng biết, mà ngay đây nó vẫn biết đâu. Cái tâm tuyệt diệu như vậy đó, trùm khắp đất trời mà ở ngay trong thân mình luôn. Ngay trong cái thân phàm này có tánh thật, cả đất trời này cũng đều có tánh thật, không có chỗ nào thiếu mà tánh thật. Nhận ra chỗ này tu thành thật, còn một khởi tâm tìm thật kiếm thật là mất thật. Tại sao tìm thật kiếm thật là mất thật? Mình là Phật đi kiếm Phật, nó Phật ở đâu kiếm? Tay nắm ngọc còn đi tìm ngọc, mình khởi trâu hồ học kiếm trâu, phải không? Khởi trên đến trâu rồi trâu đâu nữa kiếm. Bây giờ bữa nay quý vị vui vẻ nhận ông Phật đi, là thành Phật. Nhận tôi là Phật, tôi là tâm thanh tịnh, tôi tu đắc đạo, thì nội đây đắc đạo hết, thành Phật hết. Còn sợ không dám, nói tôi không phải Phật đâu, tôi là chúng sanh, thì làm chúng sanh hoài. Đã vô lượng kiếp rồi, mình nhận là chúng sanh, mình luân hồi tới bây giờ. Bây giờ lần này nhận tôi là Phật, thì tôi thành Phật, chắc chắn như vậy, không nghi ngờ chứ. Phật là cái biết mà hiện giờ mình đang biết nè. Mình có sai với ông Phật chút nào đâu. Nếu dùng cái đầu suy nghĩ tưởng tượng đó, thì tất cả bà con mình đây mấy chục người khác nhau, trời không ai giống ai. Nằm ngủ trên một giường, hai người giấc chim bao cũng không giống nhau đâu. Mà dùng cái biết thì quý vị đều là cái biết, tôi cũng cái biết, mà Đức Thầy ngồi đây cũng có biết, ông Thích Ca ngồi đây cũng có biết, ông Di Đà ngồi đây cũng có biết, thì chẳng nghe cái biết đồng với mười phương chư Phật rồi. Mình là Phật rồi. Chế ập cũng chế khó khăn gì đâu, nói tôi không được. Thành ra người ta tôi không được là không biết tu, còn biết tu là được là dễ, chắc chắn là không nghi ngờ hết. Thành ra lời nói của tôi bảo đảm cho quý vị là đừng sợ trật, chắc chắn là chút. Bắn hết chúng về đạn, mà bắn ra còn không ai giải thưởng nữa.
bây giờ bắn được cái vô trúng hồng tiên là có giải thưởng liền, tu ngay cái tâm mình là kết quả liền, còn tu ở ngoài hoài tới chết không có tới đâu. Tu trong bụng chứ tu ngoài áo, đạo tại tâm chứ đạo tại mồm, đạo cái miệng không có được, phải đạo ngay trong bụng mới được. Hồi đó ông Mỹ dứt đấy hen, ông là tu sĩ kìa. Bữa đó ông đi chung với Đức Thầy, cái đi ngang cái nhà của ông, thế ông nói bạch Thầy thường chờ tôi vô thay bộ đồ. Tưởng đâu sao, ông sắm cái đồ y chang như bộ đồ Đức Thầy vậy, bộ đồ dài ha, nó giặt miếng đàng hoàng. Cái ông bận đàng hoàng, cái ông đi ra. Cái Thầy nói, bây giờ ông bận đồ già như Thầy được rồi, người ta hỏi đạo ông có giảng như Thầy cho ta nghe không? Thì cái hạnh tu của ông có giống Thầy hay không? Nếu ông làm hai cái đó không được đấy, là không khéo người ta cho ông là tu quảng cáo. Ông quảng hồn vô thay bộ đồ, từ đó tới chết không dám mặc bộ đồ đó nữa. Tôi thấy không? Mình mặc bộ đồ giống ông Phật, mình chọn hình tướng giống Phật, tu quảng cáo. Chừng nào cái tâm mình giống Phật thì mình mới thành Phật. Nhớ là cái thật tánh của mình nó quyền diệu, không có cái gì bằng. Cái gì nó trị được được chứ, mình phải nhận cái chỗ này. Chú là cái biết, đau chú biết, khổ chú biết, chết chú biết, sống chú biết, lành chú biết, dữ chú biết, tội chú biết, phước chú biết, ma cũng biết, Phật cũng biết luôn. Cái biết đó nó trị thành hàng vạn thứ bệnh, không có bệnh gì nó không trị được. Bây giờ đau hay đâu, lấy cái biết díu xoay đó, nằm là tôi nhắm cái đó, đừng khởi niệm gì cho đi. Đoạn trang nhìn cái chỗ đó luôn, ai đau nói ra đâu, chỉ là tôi thấy coi. Mất luôn, cái đó vọng tưởng không. Bởi vì có ông này á, ông chích thuốc của Thầy đó, bài ông Thiệu ông cho chích cái bài mà thuốc nam của Thầy rồi nấu á, nấu chích á. Cái tôi nói bây giờ ta sợ ông quá trời chích. Thôi bây giờ tôi hiếu với thân tôi cho làm một thí nghiệm, chích kết quả là chích cho ta. Có chết tôi chết trước, vì vậy ông chích không phải chết, mà tôi không chết là kết quả thì ông chích cho ta. Đó, rồi tôi khai cho mình, tôi nữ thiếu bệnh đó, tôi nói bệnh tôi vậy đó, ông chích thuốc gì, chích ngay đâu. Cái ông làm đi vậy, cái kết quả. Cho tới cái đầu tôi hồi đó đấy, mỗi tháng phải vô tôi bị hai lần đi trị thuốc đó, để từ mấy triệu đó. Mà từ hồi tôi biểu ông chích gì thôi, ông chích cái đầu tôi trước đi. Nếu kết quả ông chích cho người ta, còn có chết tôi chết. Cái ông nghe lời tôi, ông chích cái đầu và thuốc lần vào, sao hết không? Từ đó tới giờ hết luôn á. Cái trong mình đau chỗ nào tôi cũng kêu ông chích chỗ đó. Rồi vậy đó mà kết quả bây giờ ông đi chích là ta hay đó. Là nước ông đi tối ngày không rạch nữa. Hồi đó không ai đi chích bị sợ không à. Tôi nói bây giờ đừng sợ nữa, ông này ông chích cho tôi hết bệnh nè. Bà con cứ việc rước ông chích đi. Bây giờ ông rắc khách đó, tối ngày người ta cũng rước đâu người rước nữa. Cái ông nói có cái dấu cái đó này là tôi chích hay thiệt ông chú. Mà đau quá ta sợ, chích đau quá ta sợ không ai dắt được. Mà sao tôi chích ông hoài không nghe ông than đau, ông than gì thế. Tôi nói cái thân không phải tôi, ai đau cái tôi đau nè, còn chú chích đau cách nào cũng sao tôi chết. Mình cho mình là đau cái nó đau à, rồi mình nói cái đau không phải tôi thì thôi là dòng mắt. Hồi xưa có người hỏi Đức Thầy, tôi giờ nghiệp nặng quá à, khổ sở những thứ hết, tu làm sao mà cho mau thành Phật. Đức Thầy nói, hồi cha mẹ sinh ra đó, đem theo cho mình cái gì thì để vậy, cái gì mình tạo thêm thì bỏ hết. Tu là vậy đó. Hồi cha mẹ sinh ra mình đâu có nghiện gì đâu ạ. Bây giờ lớn lên mình đủ thứ hết trơn, thì bây giờ nghiện gì bỏ nấy.
Chuyện hết chuyện là Phật kêu cái gì? Tôi nhớ hết à? Mình là cái biết. Cái biết nó là Phật. Cái biết đó nó không có nhiễm trần, nó không có dính cái gì hết á, nó không có lợi dụng ai hết. Mà cũng không ai lợi dụng nó chứ. Ông mở mình ra là tao biết con người sao gạt tao được. Cái chỗ này hay lắm đó, mà thầy rồi nó nói mà ta không hiểu thầy cũng không giải nghĩa luôn, đâu có ai biết gì đâu. Tôi như ông tè với ma quỷ sao gạt được. Hiện ra đã biết rồi, mày là ma, mày là yêu giả tình. Còn tôi như Nam Tạng người ta gạt thì chịu chết. Ma đợi năng nghĩ thấp nó rồi cổng nó đi trời thiên cổng đó. Trời thiên nó nói là yêu thầy ơi, đó là yêu thầy ơi. Ông cổng tao niệm chú. Có ông tè quảng hồn cổng. Nó quá rồi nó đè ông tè bắt kẹt luôn. Tôi mà không có nhận cái biết của mình là còn bị yêu nó gạt, còn bị tà đạo đó kéo mình theo. Còn nhận ra cái biết mình, tôi là cái biết này là Phật. Cái gì thấy tôi không làm hết trơn thì như vậy sống mà ai hại mình được. Cái biết không lầm, cái biết không nhiễm, cái biết không tạo nghiệp, cái biết không dướng mắt thì đó là Phật. Mình quên nó không nhận, nhận cái thân này rồi theo vọng tưởng tạo nghiệp dướng mắt đủ thứ thì là chúng sanh. Lật qua là Phật, lật lại là chúng sanh, không có cách nhau một gang tấc gì hết. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Ngay đây này, Phật cũng đây, ma quỷ cũng đây, chứ không có cái đâu. Hiểu được chỗ này, tôi nghĩ ập. Hỏi chạy kiếm đông kiếm tây, tìm nam kiếm bắc gì hết. Lên trời kiếm Phật, tìm Phật xuống đất. Xuống đất kiếm Phật, tìm Phật lên trời. Qua đông kiếm Phật, không Phật đi bên tây. Qua tây kiếm Phật, không Phật đi bên đông. Giờ Phật ở đâu kiếm? Đừng kiếm ở đâu hết, thì nhận ngay. Mình là Phật. Vậy đó. Kiếm mà không trốn hoài à, mà không kiếm đâu hiện ra dễ ập. Nhân ngã ngã nhân đừng cách gì á, chắc không không chắc chớ gì cả. Ở trong cái bài tĩnh lặng trần gian, ở trong Kinh Văn Giáo Lý mà Đức Thầy viết hồi năm 1500. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt. Chữ nhân á là người, chữ ngã là mình, ta. Thường thường mình hay phân biệt người khác, mình khác. Rồi bây giờ tới của người ta, của mình, tiền của mình ai xài thì không chịu, mà tiền của người ta nó đưa mình xài là mình chịu đó. Đó là nhân ngã ngã nhân đó, còn khác biệt đó. Mình mất á, mình buồn mình giận, người ta mất thì mình không có buồn có giận gì hết. Đó là nhân ngã ngã nhân. Bây giờ mình tu rồi, đừng cách biệt nhân ngã nữa. Bây giờ muốn không cách biệt nhân ngã phải làm sao? Chú cũng cái biết, tôi cũng cái biết, mấy cô này cũng cái biết. Không có già trẻ, không có nam nữ, không có nghèo giàu, không có cao thấp gì hết, thì không có nhân ngã. Ai cũng cái biết như nhau là mình làm. Phật cũng cái biết, trời cũng cái biết, tiên cũng cái biết, thần thánh ma quỷ gì cũng cái biết này. Cho nên sống với cái biết đó là không có nhân ngã. Nhân ngã ngã nhân, không có người, không có ta, không có ta, không có người, không của ta, không của người, thì hoàn toàn không là chân thật. Rồi kế đó lên một bước nữa là sắc không không sắc chớ gì xa. Sắc là những vật có hình tướng, mắt thấy tai nghe được. Không là không hình tướng, không mắt thấy không tai nghe. Nhưng mà hai cái này nó bổ sung với nhau, nó lẫn lộn với nhau chứ không rời với nhau được. Cái thân này là có hình tướng nhưng mà không có hư không trong bụng, làm sao mình ăn vô được, làm sao mình uống nước vô được, không có lỗ chân lông trống, làm sao mồ hôi nó xuất ra được. Như vậy trong cái sắc có cái không, rồi trong cái không có cái sắc. Ngoài hư không mình thấy nó không có gì hết, nhưng mà tảng đáng chưa mùi trước chúng gió thổi nhập nhà thập cửa từ hư không thành ra sắc với không nó lẫn lộn, lúc nào nó lẫn lộn không có rời nhau được. Muốn nói chỗ này là thầy chỉ cái tấm thật của mình. Bây giờ cái biết của mình, nói sắc cũng không được, nói không cũng không được. Nói sắc thì cái biết là linh hồn đâu có hình tướng gì đâu, sắc chụp hình đâu có được, quay phim cũng đâu có được đó. Rồi bây giờ nói không cũng không được. Nếu không tại sao tôi biết nè, tôi nhìn mấy chú tôi biết nè, mấy chú nghe tôi nói mấy chú biết nè, không không được.
thành ra sắc không không sắc chớ liệt đó, là thầy hiểu mình sống ngay với cái phấn mặt đó đó, cái chỗ mà sắc không không sắc không lìa được, cái chỗ đó thành phần chỉ nhân tu cho mình thành phần, đó là tinh bát nhã. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, là muốn nói thật tất nhận ngay chỗ này là thì tất cả những này chỗ này tuyệt vời, cao siêu một việc thầy nói đó là tinh bát nhã. Thường thường á thì Phật á nói cái gì là phá chấp, còn chúng sanh á thì nghe Phật nói cái gì chấp cái đó. Cũng như thông thường á thì Đức Thầy nói sớm với chiều gắn chí nguyện cầu thì sẽ được tòa chương dự cái đó. Nếu mình tu mà mình siêng năng sớm chiều cũng lại thì sau này mình có bước sanh lên cõi trời gần với Đức Phật và Thượng Đế. Rồi tại sao lại Đức Thầy nói con mà không có thành ra được nguyện, mình đâu còn sửa gì được đó. Cái câu mà tu không cần lại cần quỳ đó là muốn nói cái mực tu cao. Hồi mình chưa kiến tánh, mình chưa thấy tánh đó, thì nhờ lại quỳ thì mình mới biết tu. Còn mình thấy tánh rồi dù không lại không quỳ cũng vẫn thành Phật, hồi đâu cũng sửa. Hồi xưa mình chưa tu mình sống theo cái tâm phàm, hơn thua giận hờn thương ghét đủ thứ hết là chúng sanh. Bây giờ mình hiểu đạo rồi, sống theo cái phần tánh từ quy y đã y như Phật, làm lành là phước, hy sinh giúp đỡ y như Phật, ngồi đâu cũng sửa cái tâm cho tốt cho lành y như Phật, dù không lại không quỳ cũng thử. Chứ không phải câu đó là không cho lại quỳ, mà là vừa lại quỳ mà vừa sửa vừa tu theo thì càng tốt, nó như vậy đó. Còn cái người mà chưa ngộ được Phật tánh thì phải lại quỳ, còn ngộ được Phật tánh rồi dù không lại quỳ thì cũng Phật bị tâm mình là Phật, cái ý là như vậy đó. Trong giáo lý của Đức Thầy là dạy tín đồ là hầu như là con tìm hiểu thì con thấy Đức Thầy dạy tu nhiều pháp môn tịnh độ rất là nhiều, và tại sao Đức Thầy không dạy tín đồ tu thiền không? Dạ, ở đây tôi xin nói rõ cái này nữa, nghĩa là Đức Phật hồi xưa cũng vậy, mục đích Đức Phật ra đời là dạy tu thiền chứ không có dạy tịnh độ. Nhưng tại vì chúng sanh trình độ quá thấp, nghe không nổi, không chịu tu, bắt đầu buộc lòng phải dạy tịnh độ, phải dạy làm lành làm phước, ăn lành làm lên, chừng nào có trình độ mới dạy thiền. Cũng như Đức Thích Ca mới ra đời thì ngày dạy 49 năm đó cũng tu làm lành đến giữ ăn chay niệm Phật chứ không có dạy thiền. Nhưng mà 44 năm, 45 năm rồi thì mới khai ngộ trong cái viết thành thật ngay cái chỗ tu thiền đó. Rồi chừng đó Đức Phật có kêu đệ tử các người hãy bỏ hết những pháp ta dạy nhiều quá, vì nó còn luân hồi sanh tử. Bây giờ phải tu thiền kiến tánh thành Phật mới khỏi luân hồi sanh tử, còn tu mấy cái pháp kia còn luân hồi sanh tử. Bắt đầu nó dạy lại cái chuyện gì. Rồi bây giờ tới viên thầy mình cũng vậy, phải không? Hành đạo thiền cấp cấp sướng phia, lòng thương chúng thiên văn hữu thế, mà nào khác chợ chưa đồ ế, bán nhà lẻ kẻ hỏi mua. Thầy ra lời cũng dạy thiền đó, cũng dạy tu tâm thành Phật lớn mẫu em nghe. Đó một phần thầy mới dạy học Phật tu nhân, dạy cúng lại hai thờ, dạy ăn chay nước ngọt, lần lần lên. Tới giờ này thầy khai ngộ cho tôi, thầy nói đời tới rồi, tôi có tiểu đó không được nữa. Thầy dạy tu thẳng ngay tâm để thành Phật, thầy mới khai ngộ đó, tôi dạy thành Phật liền. Còn người mới cũng dạy cái kia đâu có dạy cái này. Nhưng mà kết thúc của đạo là phải tu tâm, phải tu thiền kiến tánh thành Phật, chứ cái đạo không có con đường khác. Đường nào cũng về La Mã, nước biển chỉ có một bằng mạng, đạo Phật chỉ có một cái môn kiến tánh giải thoát thôi. Còn mấy cái kia là giả lập, lập cái pháp môn phương tiện để cho mình hiểu, mình tu lần lần mình mới kiến tánh. Nhưng mục đích của nó là kiến tánh thành Phật, không thấy tánh thì không ai thành Phật hết. Vô niệm tự niệm đó. Khi mà nó thường niệm Phật rồi, mình không niệm nó cũng niệm ơn. Giống như chiếc xe nó đường đổ dốc vậy nè, tắt máy nó vẫn văng bánh, mình không khởi niệm nó vẫn niệm. Đó là cái tu niệm Phật như vậy là niệm thuần dữ lắm rồi đó. Khi mà tiến bộ rồi đó thì vô niệm tự niệm, nhưng mà chưa phải Phật nữa. Từ cái vô niệm tự niệm nó mới nhận ra được cái chỗ mà vô niệm. Vô niệm mới Phật, chứ niệm không phải Phật.
vô niệm là sao mà niệm là sao? Đức Phật Tổ Huệ Năng nói đó, cái đạo của ta căn bản chánh của nó là vô niệm làm tông, vô trụ làm gốc, vô tướng làm thể đó. Mình niệm hoài, chừng nào hết niệm được rồi cái tâm mình nó lặng xa, nó không có gì hết, trống rỗng sáng trưng, lúc đó là Phật đó. Còn niệm hoài cái niệm đó là nó đánh cái niệm tà thôi chứ chưa phải Phật. Bây giờ tôi dùng cái chổi tôi quét nhà nè, quét sạch cái nhà rồi tôi cầm cái chổi hoài nữa thôi, tức là giữ cái niệm hoài đó. Bây giờ quét nhà sạch rồi, cách cái chổi là xong. Niệm cho tới không còn tạp niệm, không còn vọng tưởng thì vô niệm luôn, sống cái bản thể thanh tịnh là Phật. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, cho lòng mình nương theo đó mà được thanh tịnh, chẳng còn trượt niệm chẳng ai. Thầy dạy vô niệm là chỗ đó. Hồi chưa biết niệm Phật thì nhờ niệm Phật đánh tan niệm tà, bây giờ hết niệm tà rồi thì niệm Phật cũng buông luôn. Mình là cái biết, mình là Phật. Gọi là kết thúc là nhất tâm. Cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành được cứu cánh thì đã an vui. Người ta giảng đạo cứ giảng tính nguyện hành không à, chứ không ai giảng nhất tâm. Mà tính nguyện hành không phải thành Phật, mà nhất tâm mới thành Phật. Yeah. Không Phật có một tâm, chúng sanh nhiều tâm vọng tưởng cực lực. Còn bây giờ nhất tâm là một tâm, không có vọng tưởng nữa thì là Phật. Chỗ này hay dữ lắm. Gom hết cả là một, rồi buông cái một luôn. Con muốn quy y với ông Năm nhưng ở quá xa, nhờ ông Năm nói giùm rồi chỗ này có cô với đồng đạo này. Kính thưa quý vị, cũng có điều kiện những người ở xa như ở ngoài Bắc, ngoài Trung hay là các nước ngoài bên Mỹ, bên Pháp chẳng hạn, người ta cũng nói vậy đó, muốn quy y với ông Năm mà xa quá không biết làm sao. Thì tôi nói thì dù xa hay dù gần, nếu cần thì tôi giới thiệu để quy y Tam Bảo, quy y với Phật, với Thầy, chứ không phải quy y với tôi. Tôi là người đứng ra giới thiệu thôi, chứ tôi không phải là giáo chủ, cho nên tôi không có được mà cho ai quy y với tôi hết, và không ai được kêu tôi bằng Thầy hết, chỉ đồng đạo như nhau thôi. Nếu lớn tuổi thì anh chị, nhỏ thì em út, thương yêu lẫn nhau như con một cha, và dìu dắt lẫn nhau vào đường đạo đức, mình bình đẳng với nhau thôi. Đức Thầy cho biết cái người bổn đạo cũ hướng dẫn người bổn đạo mới, thì hoặc người có đức hạnh đứng ra chứng để làm lễ cho người mới quy y, thì tôi cũng như đứng ra chứng để làm lễ cho độc đạo quy y. Nếu không được ở gần ở xa thì cái điện thoại đó tôi cũng có thể đọc bài quy y và tôi chứng kiến cho quy y được. Ngồi thiền mà thấy người khác, trong tâm mình lại bị khóa. Ngồi thiền mà thấy người ở trong tâm mình khóa. Thấy ở trong tâm mình khóa sáng hả? Thấy trong tâm mình khóa. Như có ai khóa vậy? Thì người ta khóa. Với trong tâm mình cũng như có người khóa vậy đó. Là coi như là lăn xăng lộn xộn trong tâm đó. Thành ra phần nhiều đó là từ lâu vấn đề ngồi thiền mà thấy trong tâm dường như có ai khóa hay rắc rối. Thì đó chẳng qua là mình ép cái xác. Cái thân này là ngũ quẩn, khi mà mình ép nó đó thì nó sanh ra ngũ âm ma. Mỗi một cái quẩn sắc thì 10 con ma, thọ tưởng hành thức mỗi cái là 10 con ma. Chứ bằng khi mà cái ngũ âm ma đó nó hiện đủ thứ hết, nó hiện thấy người, thấy cảnh, thấy vật, thấy trời, thấy đất, thấy tiên, thấy Phật, đủ thứ hết. Rồi mình không biết, mình tưởng đâu là mình đắc đạo rồi, hay là mình linh thính rồi, thì nâng cái cơ hội đó cái lòng mình khởi vui mừng. Thì vui mừng là thất tình lục dục. Mình khởi sợ hãi cũng thất tình lục dục. Mình khởi thương, khởi ghét, khởi buồn, khởi đầu cũng thất tình lục dục. Thất tình lục dục là thập tam ma, nó đồng với ma, cho nên ma nó phải đối, vì lạc là ngũ ma. Cho nên đó là một vấn đề nguy hiểm. Cho nên đối với tôi bây giờ, Đức Thầy khai sáng cho tôi cái pháp môn tu hành không có bắt buộc ngồi gì hết, đi đứng nằm ngồi cũng vậy, sống thẳng với cái biết mình thôi, là thiền. Chữ thiền là tâm thanh tịnh, chữ thiền là trí sáng suốt, chữ thiền là rõ ràng biết chứ không có gì lạ hết. Hiện giờ anh em mình tâm thanh tịnh, trí sáng suốt, rõ ràng biết, cái gì cũng thấy, cũng nghe, cũng biết hết, mà đừng khởi lên vui buồn thương ghét, thì ngay đó là thiền, chứ khỏi ngồi, khỏi nằm, khỏi gì hết.
ngồi cũng thiền, đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, ăn cơm cũng thiền, uống nước cũng thiền, mình công chuyện cũng thiền, chú quay phim cũng thiền, tôi nói gì cũng thiền luôn. Chứ không phải nghĩ mới ngồi thiền, không phải vậy. Cái tâm thiền chứ cái tướng đâu có thiền, cái thân tôi nhúng nhích chứ cái tâm tôi đâu có nhúng nhích. Cái người điều khiển cái miệng tôi nói, cái người đó đâu có nói. Nhưng mà cái người đó mới thiệt, còn cái miệng tôi bất quá bị ta điều khiển nói thôi à. Chứ cái miệng tôi không phải tôi, mà cái người điều khiển cho cái miệng tôi nói, cái người đó mới thiệt là tôi. Đức Thích Ca 80 năm rồi cũng vẫn tịch diệt, cũng nhập niết bàn, cái xác thân này cũng thiêu đốt mà. Cái đó không phải Đức Thích Ca, mà cái biết của ông Đức Thích Ca mới là Đức Thích Ca. Thì ông Di Đà cũng vậy, ông Di Đà cũng vậy, thì mình cũng vậy. Cái biết là Phật chứ không phải thân này. Thân này mới mất chết đem con. Đăng được chỗ này rồi, gọi là kiến tánh thành Phật. Chứ không phải ông Phật ở bên Ấn Độ, cũng phải ông Phật ở bên Trung Phương, cũng phải ông Phật ở bên Trung Quốc, mà ông Phật ngay đây nè, kêu Phật thức tâm đó. Mà tâm là cái gì? Tâm là cái biết. Cái biết dừng lại, không vọng tưởng, nương nương bất động. Cái biết dừng lại, không tưởng tà. Cái biết dừng lại, không lo âu, không sợ sệt. Biết hết tất cả mà không làm cái gì hết. Vật chất cái gì rù quến cũng không làm, danh lợi tình cũng không dính, trời trăng mây nước gì biết hết. Nhưng không khi nào xưng ta biết, không khi nào xưng mình sáng suốt, không khi nào xưng mình thông minh. Thì cái biết đó là Phật. Khỏi tu ngày nào cũng Phật hết. Kính thưa quý vị, đến đây cũng tạm dừng. Rồi cho một vị đồng đạo này hỏi chỗ này. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, nhờ chú giải dùm cho đồng đạo này. Kính thưa quý vị, vừa qua câu hỏi của đồng đạo, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, đó là ở trong kinh Phật. Bồ Tát là muốn nói cái người trí, cái người đạo đức thâm sâu, có trí giúp đời, thì không khi nào tạo cái nhân ác. Nghĩa là mở miệng nói một lời ác thì quả ác trả lời, tức là tạo nhân. Thân làm một việc ác thì gây đau khổ cho mọi người và dạng vật thì nghiệp ác trả lại. Cho nên Bồ Tát không khi nào nói ác, không khi nào làm ác. Một tư tưởng ác dù mình không làm cũng bị màn vô minh nó che phủ, cũng bị cái ác niệm đó mà sinh ra nghiệp báo. Cho nên Bồ Tát sợ nhân, diệt cái nhân, tham sân si, diệt cái nhân, nói ác tưởng ác làm ác. Cho nên Bồ Tát tự tại vô ngại. Còn chúng sanh không sợ nhân, sợ quả. Làm thì ác thiện làm, mà tới đâu cái rên ra chạy đi kiếm thầy kiếm bà rồi chửi giùm tôi, chửi giùm tôi, hết bệnh đi làm ác nữa. Đó, chúng sanh thì sợ quả, Bồ Tát thì sợ nhân. Ý muốn nói rằng mình muốn tu, muốn tiến quá thì phải bắt chước theo Bồ Tát, tránh nhân chứ đừng sợ quả. Tôi cứ làm lành hoài đi, quả đến như tôi trả. Còn cái này không sợ nhân, cứ làm ác là quả đến, rồi khóc ra, rồi rầu rĩ, rồi cầu thẳng trời Phật độ tôi, thần thánh độ tôi, mình làm ác độ được hay. Thì ra cái này tuyệt vời, cái câu nói này hay lắm. Dạ, như vậy kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Vì cho xin còn tiếp thêm nữa. Vị đồng đạo hỏi chú năm, người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm sao được nói? Người câm sao? Người câm được nói. Cái chỗ này mới là tuyệt vời đó kìa. Nói về cái đạo thông thường đó, thì Đức Thích Ca nói một nạn trong tám nạn. Câm ngọn đuôi điếc là một nạn trong tám nạn. Mình tắt câu này mình giải quyết cho mình rồi hết đã bạn. Một nạn trong tám nạn, câm ngọn đuôi điếc mù rồi đó. Nhưng mà tại sao người mù được thấy, người biết được nghe, người câm được nói? Xin thưa rằng câm cái miệng chứ không có câm cái tánh. Mù con mắt chứ không có mù cái tâm đó. Điếc cái lỗ tai chứ cái tánh thật không điếc. Cho nên khi mà cái người nhận ra tánh thật, tu cái pháp tối cao tối thắng đại thừa rồi, không cần mắt, không cần tai, không cần nói được, vẫn tự nhiên không có sao hết. Ông A mà được mù con mắt nhưng mà thấy được ba tình trời. Tôi bây giờ mắt tôi làm nhìn xa được, mà ban đêm tôi nhắm gì tôi nhìn khỏi tam thiên đại thiên thế giới luôn, thấy tất cả những gì bên trên luôn, tôi đâu cần mắt đâu. Thì lỗ tai cũng vậy đó, bình thường cái lỗ tai tôi về già ra điện thoại biết biết không nghe xa được, mà tôi nghe được tiếng ca của mấy ông tiên trên trời, mấy ông ca tiên tôi nghe được đó, tôi đâu cần lỗ tai, đó là cái tâm nghe.
dùng tâm ngó không nên dùng mắt ngó, lấy tâm nghe đừng có lấy tai nghe. Tu tới cái chỗ đại thừa, tối thượng thừa rồi, không cần mắt tai mũi miệng luôn, vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết. Cái đó mới là tuyệt vời của đạo Phật. Kính thưa quý vị, thì tôi cũng dễ ngắn ngắn thời thôi, thời giờ nó rất ít, mình không có nói nhiều cũng được. Dạ. Vị đồng đạo này hỏi tiếp: Đức thầy dạy pháp môn tịnh độ là phương cứu cánh. Phương cứu cánh cái này gắn phụng hành kẻ phụ Phật xưa. Gắn phụng hành kẻ phụ Phật xưa. Kẻ phụ Phật xưa. Thành ra hai câu giảng của Đức Thầy: môn tịnh độ là phương cứu cánh, gắn phụng hành kẻ phụ Phật xưa. Đó là Đức Thầy xác định rằng cái môn tịnh độ này do Đức Thích Ca ngày xưa dạy ra, Thầy nói lại cho mình chứ không phải của Thầy, đâu đó đàng hoàng. Mà ông Phật xưa là ông Phật nào, phải không? Thường thường thì ai cũng nói lịch sử ghi đàng hoàng trước 2500 năm, 2563 năm Đức Thích Ca ra đời, mở ra tu hành đắc đạo, mở ra cái mối đạo Phật. Như vậy là Phật xưa. Nhưng mà còn cái nghĩa nữa, cái nghĩa tuyệt vời nữa là Phật tánh của mình. Cái tâm mình xưa nay nó thành Phật rồi, mà mình không niệm Phật, không nhớ Phật, không tưởng Phật, cái mình quên luôn, mình phụ ổng luôn. Cho nên mình niệm Phật, tưởng Phật, nhớ Phật, đặng không phụ cái Phật tánh của mình. Thì nhờ đó mình nâng ra mình có Phật tánh, mình tu chứng cái Phật tánh, rồi mình thành Phật. Nó có hai nghĩa, một nghĩa sự và một nghĩa lý. Cho nên Đức Thầy nói rất tuyệt vời, môn tịnh độ là phương cứu cánh. Chữ tịnh độ tức là cái pháp tha lực. Mình niệm Phật để cầu nguyện nhờ Phật rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Nhờ niệm Phật đó mà cái tâm thanh tịnh, nhờ niệm Phật đó mà quên các vị trần, nhờ niệm Phật đó mình mới nhớ ra Phật của mình, rồi mình ngộ thánh mình, rồi mình thành Phật. Mặc dù nó khác nhưng cũng đồng với lý kiến tánh thành Phật vậy, chứ nó không có khác. Nhưng mà người sơ cơ phải dạy vậy cho người ta dễ tu. Nói Phật tánh người ta hù hù không biết, bây giờ đó ông niệm Phật đi, cái Phật trước ông về người ta, người ta chịu thì thấy dễ quá, phải không? Thành ra ở đây là cái phương pháp độ đời phải quyển chuyển đủ cách. Chứ tịnh độ cũng vậy, kiến tánh cũng vậy. Dù một ngàn muôn pháp cũng chỉ ngay Phật tánh, dù một ngàn muôn sông rạch cũng chảy về biển, mà nước biển chỉ có một màu mặn thôi, không có màu khác nữa. Cho đây đó. Thành ra cái câu sau cùng thì đồng đạo hỏi ông Năm dạy rõ cái đường tu cho thành Phật. Thì cái thành Phật này nó có nhiều cách tu, phải không? Những người mà tu thông thường đó, thì từ thấp lên cao, nhân thừa, thiên thừa, tức là đạo làm người, là giữ ngũ giới, giữ mười giới thập ác không phạm và sanh lên cõi trời. Đó, rồi mới thinh văn thừa, là sống thẳng ngay cái tâm thanh tịnh không vọng niệm, mới Bồ Tát thừa. Từ không vọng niệm đó phát đại nguyện độ chúng sanh là Bồ Tát thừa đó, rồi mới lên Phật thừa. Phật thừa thì không cần trải qua mấy cái kia nữa, sống thẳng ngay sự thật của mình, ngộ ngay Phật của mình thì thành Phật, rồi độ chúng sanh đều thành hết hết. Đó là Phật thừa, tối thượng thừa. Thì bây giờ cái hoàn cảnh xã hội đi đến cái lúc ly lạc, thế giới này đang bùng nổ chết chóc, cho nên Đức Thầy khai ngộ cho tôi. Đức Thầy nó tu như đệ tử Phật hồi xưa, tu như thời lâu, từ thừa này tới thừa kia không còn kịp nữa. Ở đây tu chậm rãi chết hết, bây giờ Thầy khai ngộ cái pháp môn, tu thành Phật liền, không có thừa nào hết trơn. Như vậy đó thì mới kịp đi cơ tận diệt. Lúc này thế giới bi ai, chẳng nói vắn dài Phật nọ tích tâm. Bây giờ thế giới đang bi ai rồi, đang chết rồi, bây giờ ở đây mà thừa hoài chết hết còn gì. Bây giờ thôi không có thừa gì chứ. Cái tâm ông là Phật, ông nhận ngay cái biết ông, buông hết tất cả thì đắc đạo liền, thành Phật liền. Không có nói mời mối, ngồi đây đắc đạo hết trơn, không ai đắc tôi thường cho. Thế câu số 10, đồng đạo hỏi: nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm cho đồng đạo hiểu. Nhập môn cao đài hả? Nhập môn cao đài quy y được ký. Cái đó nói về cao đài giáo. Bây giờ nhập môn cao đài rồi, mình quy y thì được có cái thọ ký chính cho mình, cũng như có cái
thiên mạng vậy. Rồi chú nói lại, nhờ chú Năm nói lại câu số 10, nhập môn cao đài quy y được không? Rồi giờ nói. Thì kính thưa quý vị, nhập môn cao đài quy y được chứ không phải không được, nhưng mà nó là tiểu học, cho nên mình theo Thiên Chúa là trung học, theo thầy là đại học. Cho nên theo thầy rồi thì khỏi trở lại cao đài nữa, mà mình là cao đài thì nên nguyên đi theo thầy. Để tiếc là bởi vì cái lớp đó cũng chưa phải là lớp cuối cùng. Cao đài vẫn luân hồi sinh tử, Thiên Chúa vẫn luân hồi sinh tử, chỉ có Phật mới ra khỏi luân hồi sinh tử. Có chính mấy bác tôi là cao đài dẫn xuống đây, ở Tà Thánh Tây Ninh dẫn mấy trăm người mặc đồ trắng nửa đêm xuống đây yêu cầu tôi thuyết pháp. Tôi thuyết cho mấy ông nghe rồi, ông nào mới mừng khấp khởi luôn. Đó là sự thật. Dạ, rồi xong rồi đó. Rồi tới câu 11 tiếp theo. Làm như thế nào mới được gọi là buông cái thân, trong khi mình đang dùng cái thân để sống và tu? Rồi, nhiêu đó. Bây giờ thường thường thì ai cũng nói buông cái thân là đạo, nhưng mà mình đương dùng cái thân này buông nó rồi sao sống được, cái ý nó vậy đó hen. Buông cái thân là buông cái chấp, mình chấp cái thân này là mình, cho nên mình mới bị nó đài đà, mới bị nó khổ đau, mới bị nó luân hồi sinh tử. Mình mượn cái thân để lập công bồi đức, mượn cái thân để tu hành, mình là ông chủ dương ông điều khiển cái thân đó. Như vậy là mình thành Phật, lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể mong về cực lạc. Đó, cái thân này nó hay có cái tánh phàm trần, nó sanh ra đủ thứ hết trơn, lục căn ô nhiễm lục trần, ba nghiệp tạo mười đồ ác. Bây giờ lấy chân nhân dẹp hết, tụi bây gian ra hết đi, tao là ông Phật, mày đừng lại khuấy rối tao nữa, thì nó tạc ra hết, thì về cực lạc. Cười cái về cực lạc hả? Rồi câu tiếp theo. Đối với Phật tử tại gia vẫn còn trách nhiệm với con, các con còn nhỏ tuổi thì làm sao có thể buông hết được? Yeah. Nhưng vẫn còn chọn đạo nghĩa. Thường thường người ta lầm á, ta nói buông cái bỏ vợ bỏ chồng bỏ con đi tu, chứ không phải như vậy. Buông là buông cái chấp, bổn phận vợ lo cho chồng, bổn phận chồng lo cho vợ, cha mẹ lo cho con, đâu có tội gì. Ai hồi nào giờ có cấm chuyện đó đâu. Mình làm bổn phận mình lo chu đáo, mà đừng ô nhiễm, đừng dục vọng, đừng ham muốn. Hồi đó mình làm ai chọc cái mình nổi nóng, còn bây giờ mình làm ai chọc cái mình nên tôi vui vẻ đó. Phật đó, cười đi thành Phật, chồng chữ tôi cười mà là di đạt đó. Giờ để con hỏi tiếp theo chú câu này. Có vị đồng đạo này nói, cư sĩ tại gia có vợ có chồng mà giải thoát được không? Tu giải thoát được không, nhờ ông Năm chỉ dạy giùm. Cái này mới hay đó, ai hỏi câu đó nó hay à. Thẳng này tôi giải thích cho luôn. Bây giờ cư sĩ tại gia có vợ có chồng là ban đầu tu nhân đạo, lần lần cái mình tu trưởng thành lên, mình thấy từ lâu tạo nghiệp khổ quá rồi, lo vợ lo con rồi lo vật chất đủ thứ hết, thôi giờ chán rồi thì đủ, thôi vợ chồng mình chán tu giải thoát, thì cho cái nhà mình là cái chùa, vợ chồng là tình đồng đạo dưỡng núi đó, dứt cái ân quyến thuộc triệt trọ, khắc sống khổ thương yêu đi liệt thì thành mật ráo hết trơn, vợ cũng thành, chồng cũng thành Phật luôn. Còn không anh? Thôi vậy để tôi cũng xin tiếp theo chút xíu chỗ này ha. Bởi vì thường người ta chấp là những người tu sĩ tại gia có cái giải thoát và thành Phật, nhưng mà sự thật ra là ông Năm nói đó rất là tỏ thường rồi, để cho quý vị có mặt hôm nay tại đây để mình khỏi chấp vào đó nữa, để quyết tâm để mình tu tiến tới để nó liễu sanh thác tử về quê hương xưa của chính mình, đó là Phật giới, chứ không phải mà có vợ có chồng không giải thoát được là điều đó nghĩ như vậy là sai lầm. Rồi thì đây xin chậm dừng đi ha.